Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024. Em là chủ kênh Nhà Vườn Cường Hiền, lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của Nhà Vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác, cô chú, anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những cái đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là dòng trà Bạch Nhật các bác nhá, Bạch Nhật. Cái dòng Bạch Nhật này thì là cái dòng thuần Việt, được thuần ở Việt rất là lâu rồi. Và cái dòng này là dòng cắm cành các bác nhá. Như những cái bầu nhỡ như thế này thì là nó cũng là nuôi được khoảng tầm 2 cho đến 3 năm rồi. Như những cái bầu này là sang năm là nó sẽ ra hoa. Và nó cao thì nó cao tầm khoảng 55-60 các bác nhá. Cao 55-60. Cái dòng này thì bên nhà em có cả hàng tán và hàng thoát. Đây, những cái cây này thì nó là thoát thấp các bác nhá. Thoát thấp để nó ra tán này. Còn có những cây là nó thoát rất là cao. Và các bác mà muốn để cho nó ra tán ấy, các bác có thể là cắt đi. Cắt đi để cho nó đẩy tán ra. Và cái dòng này thì em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị mình với giá là 50.000 đồng trên một bầu. Đấy, một bầu như thế này là 50.000 đó nhá. 50.000. Cái dòng này thì em đi đơn từ hai bầu nhá. Đi đơn từ hai bầu là 100.000. Các bác có thể lấy hai bầu, ba bầu, năm bầu, bảy bầu, đấy là tùy. Và bên nhà em thì có rất là nhiều các dòng trà mi. Như là trà Bạch Cổ, Bạch Nhật, rồi là Bạch Nhụy, Thiển, Điểm Tuyết, Cung Đình. Đấy, các bác muốn sưu tầm dòng nào thì các bác có thể là mix nhé. Các bác có thể là lấy một cây Bạch hoặc một cây Cung Đình, một cây Bạch hoặc một cây Điểm Tuyết thì giá nó đều như nhau. Đấy, nhưng các bác có thể là trộn màu nhé, chứ không nhất thiết là phải lấy hai cây Bạch. Đấy là đơn hàng số 1 Bạch Nhật. Đấy, lá như lá mít luôn các bác nhé, lá như lá mít rất là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một chậu thiển các bác nhé, chậu thiển. Đấy, một chậu thiển rất là đẹp luôn, rất là sum xuê. Đấy, tán này, tán ngay từ lúc bé rồi. Đấy, cái này mà các bác nào mà khéo tay ấy, khéo tay là về các bác có thể cắt ươm được, có thể cắt bớt một hai cành để các bác ươm nhé. Cái dòng thiển và dòng nhụy, dòng lựu ngố là những cái dòng mà nó rất là hiếm và bông đẹp và giá trị thì nó còn rất là cao các bác nhé. Nên là các bác sưu tầm những cái dòng giá trị như thế này thì các bác cũng nên là tìm hiểu kỹ. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay là một chậu trà thiển. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 3. Đấy, và các bác này, đấy, nhiều bác mà chơi trà lâu ấy, hoặc là các bác mà đã có cái giống trà này rồi ấy, đấy, các bác nhìn lá này, đấy, nhìn lá này là các bác đã có thể là phân biệt được là em nó có bán chuẩn hay không. Còn em bán cho các bác thì điều đầu tiên đó là phải là chuẩn giống. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là dòng trà Bạch Cổ các bác nhá, trà Bạch Cổ. Đấy, cái dòng này thì nó là cái bầu nhỡ các bác nhá, bầu nhỡ. Cây rất là già. Cái dòng này rất là thích hợp cho các bác về làm bonsai. Và em lên cái dòng này này và một cái dòng nữa là 100.000 ba bầu để cho các bác so sánh nhé. Bởi vì là cái dòng này thì em có hai loại bầu, một loại bầu nhỏ và một loại bầu nhỡ. Đấy, không có bác bảo là hôm trước vừa thấy bán 100.000 ba bầu, hôm nay lại bán 50.000 một bầu. Không phải đâu các bác nhé. Tiền nào của đấy và em bán đúng với cái giá trị của cây thôi. Đấy, cái dòng này thì em cũng chia sẻ là 50.000 đồng trên một bầu. Đấy, những cái bầu rất là đẹp và rất là khỏe này. Đấy, cây rất là già nha các bác nhá. Những cái dòng này thì nó cũng 2 đến 3 năm tuổi rồi. Đấy, Bạch Cổ, Bạch Ta. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 đây thì lại có 35.000 một bầu thôi và 100.000 là các bác được 3 bầu luôn. Đấy, 100.000 3 bầu. Cái này thì các bác có thể là mua 3 bầu này về các bác ghép thành một chậu hoặc là hai bầu. Đấy, rất là nhiều bác là sưu tầm 6 bầu, 8 bầu, 10 bầu là về các bác trồng ấy. Hai cây này các bác trồng chung một chậu. Đấy, các bác trồng chơi thì các bác muốn là trồng như thế là để sau này cho tán nó ra tròn, các bác có thể làm tán. Rất là nhiều bác là có thể là trồng 2-3 cây sau đó các bác làm tán nó như cái ô các bác nhé, làm tán tròn luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, đơn hàng số 5, Bạch Trà Cổ. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 và đơn hàng số 7 ngày hôm nay đó là hai chậu trà tứ quý các bác nhé. Đây là đơn hàng số 6 này. Đấy, và đây là đơn hàng số 7. Đấy, trà tứ quý. Cái dòng tứ quý này thì là rất phù hợp với các bác là thích ngắm hoa trà quanh năm. Tứ quý các bác nhé, là ra 4 mùa. Còn tất cả các dòng trà mi khác thì nó sẽ ra hoa vào dịp Tết Nguyên Đán. Và cái bạch
bạch ta thì thường thường là nó sẽ nở sớm nhất. Đấy, có như thế nào thì em sẽ nói thế các bác nhé, chứ không phải là bây giờ bán thì thật ra là ai cũng muốn bán nhiều, nhưng mà bán nó phải đúng và nói là nó phải chuẩn. Không phải bây giờ cứ tư vấn với các bác là nó nở đúng dịp Tết là cứ Tết nó ra. Thì ví dụ như chả bạch nó nở trước thì các bác bảo là nó nở trước như thế này mà không 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 nói lại cứ bảo là nở Tết. Đấy nên là em cứ phải nói trước để cho các bác tham khảo. Đấy, có những bác thì thích là ngắm trước, có những bác thì thích ngắm Tết, có những bác thì thích ngắm quanh năm. Đấy nên là cái này là tùy vào sở thích của từng bác. Đơn hàng số 6 và đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng trên một bầu của anh nhá. Trà tứ quý. Đấy, cây rất là khỏe đẹp luôn. Cái dòng tứ quý này á thì thật ra là như cái thời điểm năm ngoái nó còn rất là đắt, và như đầu cách đây khoảng mấy tháng đấy thì em vẫn có bán những cái bầu bầu năm 1 ấy thì là nó đã rơi vào khoảng tầm 25.000 một bầu rồi các bác nhá. 25.000 rồi. Đấy, và trong khi đó những cái bầu này nó cũng là cái bầu mà đã được khoảng nuôi được khoảng 2 3 năm rồi. Đấy nên là thật ra là các bác sưu tầm những chậu này là sang năm là các bác cũng sẽ ngắm hoa thôi. Là nếu mà các bác mà muốn để cho nó ra tán nhiều như này, các bác cứ ngắt, cứ cắt ngọn đi cho em. Đấy là xong, nó đẻ như này này. Đấy, các bác cứ để nó lên là nó sẽ ra tán to và tán nhiều. Đấy là đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một chậu lựu Nam Định các bác nhá, lựu Nam Định. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 8. Tán rất là đẹp luôn này, tán sum suê luôn các bác nhá. Đây, tán cực kỳ là đẹp. Đấy. Những cái chậu cái dòng Nam Định này thì nó phải nói là nó rất là khỏe, cây cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Cực kỳ khỏe luôn đấy ạ. Cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 này. 120.000 cũng là đơn hàng số 9, lựu Nam Định. Cái này các bác có thể là sưu tầm những cái cây to và những bầu nhỏ. Đấy, bầu bầu nhỏ bên nhà em thì nó cũng tán nó cũng rất là sum suê thôi các bác nhé. Đơn hàng số 9 này cũng 120.000. Đấy. Các bác có thể làm một cặp này luôn. Đấy, về để các bác trồng. Cái dòng lựu Nam Định ấy thì là nó thưa hoa các bác nhé. Thưa hoa nhưng hoa cực kỳ to. Đấy, em phải nói rõ là nó thưa hoa. Nó sẽ không dày hoa, không nhiều hoa như là cung đình. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 60.000 đồng. 60.000 các bác nhé. Lựu Nam Định. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 và đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là hai chậu Thâm Hồng Bát Diện các bác nhé. Thâm Hồng Bát Diện. Chậu này thì đang nụ rồi. Đấy, đang nụ này. Siêu nhiều nụ để các bác về ngắm hoa. Cái đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 80.000 đồng. Đấy, 80.000 là các bác sưu tầm được một chậu Bát Diện là sẵn nụ rồi. Đấy, đơn số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 70.000 đồng. Đấy, 70.000 các bác nhá. Chậu này các bác phải làm bonsai này. Đây, vì là nó đang có cái thế là thế ngả rồi thì các bác chỉ cần là kéo cái cành này về, đấy, uốn những cái cành này ra vì là nó nhỏ này, có rất là dễ uốn nhá các bác nhá, rất là dẻo. Đấy là các bác đã có cái dáng bàn trà rồi. Đấy là đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là một chậu lựu ngố Nam Định các bác nhá, lựu ngố, dòng lựu ngố các bác nhìn lá này. Đấy. Dòng này thì hoa cực kỳ là đẹp luôn và dòng này thì rất là hiếm. Thoát thân các bác nhá, đây ạ, thoát thân cực đẹp luôn. Đấy, thoát thân xong ra tán này, tán rất là to. Đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 13. Cái này thì không có nhiều các bác nhá. Cái này thì em có hai bầu thôi. Hai bầu chia sẻ tới tất cả các bác. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 và đơn hàng số 15 ngày hôm nay đó là hai chậu trà đỏ cung đình. Trà đỏ cung đình này thì là nó là cái dòng mà là cánh xếp này, cánh xếp và mặt bông thì phải được gọi là nó phải gọi là quá là đẹp luôn các bác nhá. Nếu không dùng từ xuất sắc thì phải gọi là cực kỳ đẹp luôn. Như cái chậu này ạ, như cái chậu này đây, những cái bông này là vài bữa nữa là nó sẽ bung này, bung hết các bác nhá. Đấy. Cái dòng này thì nó cũng rất là sai hoa. Rất là sai hoa, nhưng mà bông thì phải gọi là rất là đẹp luôn. Đấy, nếu mà các bác sưu tầm những cái hàng mà có các bác có thể là mới chơi này hoặc các bác chơi lâu rồi, các bác có thể sưu tầm những cái bầu này nó chỉ hơn 100.000 thôi. Nhưng mà các bác được một bầu là các bác về ngắm đầu việc đầu tiên đó là các bác ngắm hoa. Cái điều thứ hai đó, để cho các bác yên tâm chơi là cái cây này nó chuẩn giống, là tôi mua cung đình đỏ là đúng là cung đình đỏ chứ không phải là mua cung đình đỏ xong ra Bát Diện các bác nhé. Cái đơn số 14 và 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng trên một bọng một chậu. Đấy, đơn này là đơn số 14 các bác nhé, và đơn này là đơn số 15. Chậu nào cũng đang nụ. Đấy, chậu kia thì nó sắp bung rồi, đơn số 14 nó sẽ bung trước. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là một chậu lựu điểm tuyết các bác nhé. Lựu điểm tuyết. Đây ạ, lựu điểm tuyết. Cái chậu này nó có hai nụ. Đấy, nó có hai nụ. Chậu này thì là về các bác cũng là ngắm hoa. Ngắm hoa luôn cho nó yên tâm chuẩn giống. Cái dòng điểm tuyết này thì hoa rất là đẹp luôn.
Cái đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 16. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay đó là một chậu bạch trà cổ. Siêu nhiều nụ nhá các bác nhá, siêu nhiều nụ. Đấy, bông này đang bắt đầu bung này. Đấy, nụ còn rất là nhiều luôn. Cái đơn số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng. 160.000 các bác nhá. Một chậu trà bạch thoát thân này. Thoát thân rất là đẹp và còn đang rất là nhiều nụ và nhiều hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay cũng là một chậu trà bạch cổ các bác nhá, bạch Việt luôn. Chậu này thì đây còn hai nụ đang lên lộc rất là nhiều để ra tán. Đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 18. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay là một chậu bạch trà cổ. Chậu này thì có một bông và một nụ nhá, một bông đang hé đấy các bác nhá, còn một nụ này, đấy lộc lên rất là nhiều. Chậu này thì thoát rất là đẹp luôn. Đấy. Đây các bác nhá, thoát rất là đẹp đây. Đấy, từ gốc lên này. Son thẳng. Đơn hàng số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 đồng. 220.000 các bác có một chậu trà bạch siêu đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay là một chậu trà bạch cổ. Chậu này thì có cái bông này nở tương đối lâu rồi các bác nhá. Tương đối lâu rồi, đang muốn tàn rồi. Đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay. Chậu này có một nụ các bác nhá, một nụ này. Đơn hàng số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 21. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay thì em lên combo gồm có bầu này là bầu hồng phấn cung đình các bác nhá. Bầu này là bầu bạch cổ và bầu này là bầu thâm hồng bát diện. Đấy, ba cái bầu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 22. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay thì gồm có một bầu hồng phấn cung đình, một bầu bạch cổ và một bầu đỏ cung đình các bác nhá. Đỏ cung đình, hồng phấn cung đình và bạch cổ. Ba cái dòng quốc dân mà hoa rất là đẹp. Đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 23. Các bác mua cây, những cái dòng cây giống ấy, các bác mua thời điểm bây giờ này thì giá nó còn rẻ và rất là mềm. Nhưng đến ra Tết ấy, ra Tết thì nó là cái mùa trồng cây rồi đó nhá. Nó là cái mùa trồng cây rồi nên là tất cả các dòng cây giá thành nó sẽ tự đẩy lên thôi nhá. Vì là mùa trồng cây thì các bác sẽ đi mua cây nhiều nên giá thành nó sẽ cao. Ví dụ như trong Tết các bác mua những cái bầu như này thì nó chỉ 35.000 thôi. Nhưng ra Tết thì những cái bầu này nó sẽ lại phải rơi vào giá tầm khoảng 50-60.000. Thế những cái bầu mà bây giờ em đang bán 50.000 ấy thì ra Tết nó cũng sẽ phải rơi vào khoảng tầm 60-70.000. Đấy. Nên là các bác mà nếu mà muốn trồng ấy, cái hàng giống này các bác mua ngay bây giờ. Thời điểm bây giờ giá nó vẫn còn rất là rẻ, rất là mềm. Các bác mua được nhiều, sưu tầm được nhiều. Đấy là đơn hàng số 23. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay là một chậu hồng phấn cung đình. Chậu này còn hai nụ thôi nhá, ba nụ. Đấy, một này, hai này. Đấy, chậu này còn ba nụ. Hai bông hoa này thì nở được khoảng tầm 20 ngày rồi, 20 ngày rồi đó nhá. Đấy, được rất là lâu luôn. Cái này thì các bác sưu tầm về giống là sẵn hoa này, vẫn còn nụ này để cho các bác yên tâm. Cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. 250.000 các bác nhá. Đấy, còn nốt chậu này nữa qua là hết luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 25. Đơn hàng số 25 và 26 ngày hôm nay đó là hai chậu trà bạch nhụy các bác nhá, bạch nhụy. Cái dòng trà bạch ấy thì nó có bạch không nhụy và bạch nhụy các bác nhá. Đây là dòng bạch nhụy này. Cái dòng này thì giá trị kinh tế nó còn rất là cao. Và em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng trên một bầu. Đấy, các bác lấy bầu nào cũng được. Các bác lấy bầu nào các bác liên hệ cho em. Em chuyển qua đơn hàng số 27 này. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay đó là một chậu hồng phấn cung đình các bác nhá. Hồng phấn cung đình này tán rất là đẹp. Đấy, nó như là một cái cây thông luôn. Nó như là một cái tháp cây thông này. Đấy, gốc là già, gốc rất là già, tay tán này. Đấy, rất là nhiều tay tán các bác nhá. Chậu này đang rất là nhiều nụ này. Đấy, và hai bông đang hé. Đấy, bông hé ngày mưa luôn mà vẫn rất là đẹp luôn. Đấy, đang hé này. Đấy, có những bông đang hé, còn những cái nụ này thì là các bác ngắm Tết nhá. Cái chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 800.000 đồng. Đấy, 800.000 đồng cho đơn hàng số 27. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 là một chậu hồng phấn cung đình. Đấy, hồng phấn cung đình đang nụ các bác nhá. Những chậu này nụ là về các bác ngắm hoa yên tâm luôn. Tán tròn, tán rất là tròn đẹp này. Gốc đây, đấy, gốc của nó đây, gốc cũng rất là đẹp luôn. Chậu này thì em chia sẻ với giá là 750 các bác nhá. 750 cho đơn hàng số 28.
Và bác nào mà có nhu cầu sưu tầm bạch nhụy mà chậu nái thì có thể liên hệ cho em. Đây, chậu mẹ này các bác nhé. Nó có khoảng tầm 12 cái nụ. 12 cái nụ và một cái bông đang sắp hé đây rồi. Đấy, vài bữa nữa hé thì em sẽ quay cho các bác. Đấy, chậu mẹ đây. Cái chậu này thì chỉ có bác nào đến nhà thôi, đến nhà hoặc là gửi xe thôi. Vì chậu rất là to nặng các bác nhé, cực kỳ là to nặng luôn. Và đơn hàng số 28 cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.